Kuzira Z kết hợp từ loài cá voi cũng như những chiếc máy bay phản lực không kích. Cá voi biểu tượng phần gương mặt bên vai phải có khả năng phun nước và tạo ra cũng như điều khiển tất cả những vật thể liên quan tới nước để đối ngược với phần Phoenix là lửa, tạo ra những quả cầu nước, một vùng nước để tấn công những cột thủy triều tấn công bất ngờ kẻ thù. Tất cả những liên quan tới nước, sức mạnh của cá voi đều có thể làm được. Còn phần phản lực là một phần cực mạnh của Bill, sử dụng cũng như thể hiện cực tốt trong movie giới thiệu về 7 Beastmasters. Nó khả năng tạo ra chiếc máy bay nhỏ để không kích kẻ thù, giống như một chiếc tàu chiến hạm thực sự trên biển, làm rối trí chúng vì sát thương thực sự không cao lắm. Và điểm đặc biệt nhất của nó có lẽ đến từ phần đôi cánh Z phía sau lưng, giúp anh bay một chiếc máy bay phản lực. Nhưng thường thì anh chỉ sử dụng đòn này khi kết hợp lại với hình dạng của cá voi để tạo nên đòn Final Attack. Voi Tech Attack của form này, anh sẽ tạo ra một vũng nước, lao xuống dưới dùng động cơ phản lực để lướt theo một con cá voi khổng lồ được tạo ra từ đòn Final. Con cá voi sẽ tung lên trời. Sau đó, anh sẽ ra một đòn Rider Kick cực mạnh kết hợp từ không trung cũng như sức mạnh từ nước.